Hello, xin chào các bạn. Và trên tay mình đây đang là một sản phẩm của nhà Nasomato và nó có tên là Narcotic V. Đây, các bạn dễ dàng có thể nhìn thấy. Và lý do vì sao mình lại review em này vào cái thời điểm này, đó là mình đang tính cho em nó vào là lít nước hoa mùa hè năm 2023. Và cũng sắp sửa đến mùng 1 tháng 6. Nếu như những bạn nào mà có người yêu đang đòi tặng quà thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tham khảo về lựa chọn này. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ nói chi tiết về mùi hương cũng như là cái phong cách phù hợp để những ông nào đang có người yêu đòi tặng quà và có phong cách giống như mà tôi miêu tả ở đây thì các bạn có thể tham khảo về em nó. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Đầu tiên thì có một vài điều khá là hay ho mà mình tìm hiểu được sau khi mình viết nội dung về Narcotic V. Thứ nhất, Nasomato nó là thương hiệu của ông Alessandro Gualtieri. Đây là một người được mệnh danh rằng có một cái mũi điên. Và mình cũng đã có một cái video review một sản phẩm của ông, của nhà Otto Barisi, đó chính là Begamat. Và Otto Barisi cũng như là Nasomato thì đều là của ông cả. Nó chỉ khác nhau một chút về cái phần nội dung của những cái sản phẩm mà ông ấy làm ra thôi. Cái thứ hai đó là những cái sản phẩm của ông, đặc biệt là của Nasomato này, thì những cái nắp này đã được ông đăng ký bản quyền riêng. Đấy, thiết kế về phần nắp. Có nghĩa rằng là nếu như mà tôi không đăng ký bản quyền về sáng tạo mùi hương được thì tôi sẽ đăng ký bản quyền có liên quan đến chai nước hoa đó. Thì ở đây đó chính là cái nắp. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy cái nắp này chắc chắn là nó sẽ rất khó để có thể đụng hàng được, vì những cái vân gỗ này không phải lúc nào cũng đã có thể làm tất cả giống nhau được. Và ngoài ra thì chai nước hoa này nó có dung tích đó chính là 30ml. Đấy, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Các bạn nghĩ sao về cái thiết kế này? Trông bầy nó có hay ho và bắt mắt không? Và cảm giác kiểu cái phần nắp và cái phần thân thì nhiều khi nó không cương xứng, thậm chí là nhiều cái nắp nó còn to hơn cả cái phần chai nước hoa. Thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ về cái thiết kế này ở phía dưới để cho mọi người cùng biết. Và cái điều nữa mà mình tìm hiểu được đó chính là cái chữ Narcotic V, đặc biệt là chữ V này. Chữ V này thì nó là viết tắt của thần Venus. Thần Venus là một thần tình yêu và sắc đẹp ở trong La Mã cổ đại. Thực ra thì Venus là tên gọi khác của thần Aphrodite. Thần Aphrodite này thì cũng là một vị thần được mệnh danh đó là thần tình yêu và sắc đẹp dưới thời Hy Lạp. Đó, có nghĩa là cái khi mà La Mã kiểu đế chế La Mã nó vào nó chiếm Hy Lạp ấy, thì người ta vẫn sẽ kế thừa và phát triển những cái lịch sử về các vị thần của cái thời La Mã để lại và thời Hy Lạp để lại, mình nhầm. Thì các bạn chỉ cần hiểu đơn giản rằng vị thần sắc đẹp Venus hay là người ta gọi là vệ nữ hay là Aphrodite thì nó đều là một. Và ở đây nó là vị thần sắc đẹp và tình yêu. Chỉ có một vài câu chuyện về thần Aphrodite thì mình thấy rằng là khá là, gọi là bà thì ngoài cái sắc đẹp ra thì bà cũng là một người không chung thủy cho lắm. Thậm chí rằng là nếu như các bạn đọc những cái ghi chép dịch bản mà người ta có ghi chép lại về cái câu chuyện về thần tình yêu này thì bà có khá là nhiều mối quan hệ phức tạp. Ngoài ra thì bà cũng không chung thủy với chồng của bà, thậm chí rằng là bà còn có những mối quan hệ với cả người thường luôn. Thì các bạn có thể xem lại. Còn thần, còn với những cái gì mà biết về cái tên thần Venus này thì chủ yếu sẽ là sắc đẹp và cái sự không đề cao về cái vấn đề là những cái mối quan hệ nhập nhằng. Nhưng mà riêng về những cái tài liệu về thần Aphrodite thì lại có rất là nhiều những cái mà cảm giác là chúng ta xem thì chúng ta thấy nó hơi 18 cộng một tí. Đấy, đấy là những cái chia sẻ của mình về một vài cái câu chuyện hay ho ở đằng sau cái tên này. Thì các bạn chỉ cần hiểu rằng là Narcotic V là Narcotic Venus. Và ở đây Venus đó là vệ thần, vệ nữ, thần tình yêu và sắc đẹp. Cái chủ đề tiếp theo mà mình muốn nói tới đó là chai nước hoa này nó có dung tích là 30ml. Với cá nhân mình, 30ml nếu như các bạn mua chiết để thử mùi thì nó khá là đắt. Tại vì nếu như mà 30ml giá thị trường còn tầm hơn 2 củ khoai, tầm 2 củ rưỡi gì đấy, 3 củ, thì các bạn mua chiết thì nó sẽ tính ra khoảng tầm 700-800 nghìn cho 10ml thì nó khá là đắt, đúng không? Mà cũng rất ít người chiết, chắc chỉ chiết một sót xong người ta bán gốc luôn.
Thì với cá nhân mình ấy, các bạn nếu như các bạn có dịp được trải nghiệm mùi hương này ở các store, thì nếu như các bạn thích, các bạn múc luôn cả chai full, chứ các bạn đừng mua chiết về nhá. Tôi khuyên thật với các bạn là các bạn đừng mua chiết, tại vì 30ml thực ra thì cái hiệu năng của con này nó cũng khá tốt rồi, nên là với 30ml các bạn có thể xài được khá là lâu. Với mình ấy, 30ml này nó mà xài được khoảng tầm bằng 50ml bình thường. Đấy là về cái hiệu năng của Natsumato, thì tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn về là cụ thể như thế nào. Tiếp tới thì chúng ta đến với phần mùi hương của em này. Em này được giới thiệu rằng nó có là một cái tổ hợp hương hoa trắng. Và ở đây nó có một cái nốt hương mà mình rất rất sợ, đó chính là hoa huệ. Hoa huệ thì chắc là có mỗi Gucci Bloom là tôi ngửi tàm tạ, và tôi thực sự là tôi cũng không quá là wow với hoa huệ. Và thậm chí rằng tôi còn có ác mộng với hoa huệ khi mà tôi được ngửi qua Canna Flower của nhà Frederic Mill. Khá là ác mộng. Ngoài cái nét xanh tốt nốt ra thì về sau nó như một cái mùi huệ ở bàn thờ. Thì cái mùi hương này nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và thậm chí rằng mình còn khoái ngửi em nó. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra ấy, nó làm tôi nghĩ tới một bức tranh. Bức tranh này nó là một cái bức tranh kiểu Hy Lạp, và người ta nói về cái sự sinh ra của thần Aphrodite khi mà bà là người được sinh ra từ bọt biển. Và nó có một cái bức tranh là bà ấy đứng trên một cái như kiểu cái vỏ sò ấy. Đấy, thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra, nó chạm lên da và các bạn đưa lên mũi ngửi, thì các bạn nhận thấy cái nét xanh và lạnh khá là rõ, kết hợp cùng với cái nét của hoa trắng. Hoa trắng ở đây thì lúc này thì nói thật là tôi chưa ngửi thấy quá là nhiều mùi huệ, mà tôi chỉ thấy combo nhài cùng với một chút cái nét hơi phấn phấn một xíu của hoa huệ. Đấy, còn bảo là ra cả một bông hoa huệ thì mình, cá nhân mình không nhận thấy quá nhiều. Và nếu như để dễ hình dung thì các bạn để ý là nếu như bạn nào hay đi chợ hoặc là nhà mà có hay cắm hoa, thì các bạn nghĩ tới một cái loại hoa, đó là hoa la kèn. Hoa la kèn nó trung họ với hoa huệ Tây, thì cái mùi hương này nó khá là giống. Nhưng mà cái mà mình thích ở đây ý, đó chính là cái nét xanh và lạnh. Nó như kiểu là cái cảm giác mà mình đang cầm cả một cái bó hoa to lên, và mình chạm tay vào những cái cành hoa và có cảm giác lạnh, như kiểu hoặc là giống như kiểu là các bạn đang sờ vào những cái vỏ chai ấy, của những cái viên ngọc chai, nó có những cái vỏ mà các bạn sờ vào nó có một cái độ mượt và lạnh đến từ kiểu biển nước ấy. Thì cái top note này nó khá là hay. Và cái mùi hương này với cá nhân mình thì thấy rằng là sau một cái thời gian khá dài ở trên da thì nó không biến chuyển quá là nhiều. Cái nét xanh lạnh này nó dần dần gọi là biến mất, và đặc biệt là cái nét lạnh nó biến mất mà chỉ còn cái nét xanh xanh cùng với lúc này thì nó lên cái bay mùi ấm hơn, và nó làm cho mình nghĩ tới là một cái bông hoa nó được khắc họa lúc mà bắt đầu chớm nở và nó đẹp nhất. Và cái mùi hương này nó cũng giữ ở được ở cái khoảng là cái mùi hương là bắt đầu nó bung nở, cũng là khi mà dry down. Các bạn cứ hình dung là bông hoa nó đang nở ra, vừa căng hết cái cánh của nó ra, thì lúc này cái mùi hương này kể cả khi dry down rồi các bạn vẫn nhận thấy cái nét đấy, chứ nó không dẫn cho các bạn đi đến một cái hình ảnh là những cái bông hoa huệ ở trên bàn thờ mà các bạn cắm lâu nó bị ủng. Đấy, đấy là cái tôi sợ nhất ở huệ. Huệ là một là bị kiểu ủng xong rồi kiểu hoi hoi là tôi rất sợ. Nhưng mà với Narcotic V của Natsumato thì nó lại là một câu chuyện khác. Và cái mùi hương này thì mình xịt từ sáng sớm đến chiều thì mùi hương nó vẫn làm mình nghĩ tới một cái bình hoa huệ đang bung nở và nó đang rất rất đẹp, chứ nó chưa có một cái biểu tượng nào gọi là úa hay là kiểu ủng cả. Nên là với mình thì mình khá thiện cảm, thậm chí rằng mình thích gửi em này trong một cái thời gian mà mình đang test về cái mùi hương đấy. Nên là với mình ấy, thì con này là làm huệ khá là hiền, không bị quá là thật, nhưng mà nó có một cái bay ngọt ở đằng sau của nhài nữa, và nó làm cho cái mùi hương trở nên khá là nữ tính. Về cái hiệu năng của em nó thì trên da mình xịt từ 7 giờ sáng, sau đó mình đi làm khá nhiều những công việc khác nhau, và những cái chỗ mình test ấy nó rất nhiều, từ cái phần mu bàn tay này cho đến cái phần khỉu và để cả lên cái phần vai này. Đây là một cái phần mà cũng không có quá nhiều mạch máu để có thể lưu tốt, nhưng mùi hương này nó vẫn lưu từ sáng cho đến chiều khi nào mình đi tắm nó mới hết mùi. Chỉ đơn giản là càng về sau thì các bạn chỉ cần đưa mũi lên là các bạn vẫn thấy nó đang nằm ở trên da, chứ không nghĩa là kiểu đưa lên xong rồi các bạn tìm nó ở trên da các bạn đâu. Các bạn chỉ cần đưa nhẹ lên là các bạn đã ngửi thấy mùi hương nó, kể cả lúc đấy là đã là khoảng tầm
8 đến 10 tiếng sau khi các bạn xịt rồi thì phải nói là hiệu năng của nó cực kỳ tốt. Và cái độ tỏa của em nó ấy, thì ở trên da mình Narcotic V nó tỏa tốt trong khoảng tầm 2 tiếng đầu, và về sau thì mùi hương nó có cái xu hướng nhẹ dần, nhưng mà cái độ nhẹ này ấy, thì nó không thay đổi kiểu quá là đột ngột và nó vẫn sẽ ở đấy. Có nghĩa là các bạn chỉ cần đưa lên gọi nó, Narcotic V ơi em ở đâu, là em đây là các bạn đưa lên các bạn ngửi thế luôn, chứ không kiểu mờ nhạt skin scent đâu. Nên là các bạn có thể yên tâm về cái phần hiệu năng. Nên là với tôi thì mùa này là mùa hè, kể cả các bạn làm trong môi trường văn phòng các bạn xịt 3 shot cũng được. Còn nếu như các bạn làm ở môi trường ở ngoài thì trời nóng các bạn xịt 2 shot là nó đảm bảo cho các bạn lúc nào cũng có một cái mùi hương rất thơm tho xung quanh cơ thể. Đấy là một cái điều mà rất đánh giá cao của Natsumato Narcotic V. Và điều này nó sẽ giúp cho các bạn xịt chai nước hoa này không quá tốn. Thế nên mình mới nói rằng là dù 30ml của chai này thì các bạn có thể xịt bằng 50ml của những cái chai mà nó bám tỏa tầm 4 đến 5 tiếng, các bạn cứ phải xịt dặm lại. Thì đấy là cái cảm nhận của mình về hiệu năng và về phần mùi. Thế thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái tính cách như thế nào, à phong cách như thế nào? Thì đơn giản nó làm tôi nghĩ tới những cái bạn nữ, thứ nhất là rất là trẻ trung, cái thứ hai nó có một cái sự hơi tiểu thư nhẹ nhàng, nhưng mà không phải là kiểu bánh bèo. Tại vì cái nét xanh ở cái phần top note của con này nó làm cho mình quên đi một cái hình ảnh một người phụ nữ, à một cô gái mặc cái kiểu váy vóc mà cảm giác nó sẽ khó làm việc, khó linh hoạt được ở trong tất cả công việc, mà chỉ kiểu đi chụp ảnh xong rồi ngồi cười cười như kiểu hoa hậu thân thiện thôi. Và mùi hương này thì nó lại làm mình nghĩ tới là những cái bạn nữ mặc những chiếc quần jean, có thể là nó hơi slim fit một tí, hoặc cũng có thể là những cái chiếc quần jean mà nó hơi xòe ống, mặc với những chiếc áo kiểu có thể là crop top này, hoặc cũng có thể là những cái chiếc áo phông các bạn sơ vi mà trong những chiếc quần jean, hoặc đơn giản là kể cả có trễ vai nhưng mà với một cái mái tóc dài, thì mình nghĩ rằng là mùi hương này nó rất là phù hợp. Và với một cái vai kiểu màu sáng thì các bạn hoàn toàn có thể mặc được mùi hương này từ 18 tuổi cho đến tầm 25-27. Đặc biệt là các chị em lúc nào cũng thích một hình tượng trẻ trung thì đây là một trong những cái mùi hương như vậy. Nó không phải là một cái kiểu sexy, kiểu xác thịt, kiểu hở kia các thứ, mà đơn giản rằng là nếu như các bạn xem cái bức tranh về cái sự sinh ra của thần Aphrodite thì các bạn nhìn thấy rằng là cái cơ thể của vị thần vệ nữ này nó không phải là cái kiểu mình hạc xương mai đâu, không phải kiểu mảnh mai đâu, mà là kiểu rất là đầy đặn. Và các bạn cũng có thể thấy là mái tóc dài và trông kiểu nó không hề có một cái chút gì gọi là quá là kiểu phô, hay là kiểu nó chúng ta cảm giác nó đập vào mặt, mà có cảm giác là cái vẻ đẹp nó rất là hoàn hảo và nó rất là nhẹ nhàng, cũng không cần phải quảng cáo với ai, các bạn nhìn là các bạn đã thấy được cái vẻ đẹp đó. Thì cái trong cái bức tranh đấy thì mình cũng sẽ bảo editor để cho các bạn xem. Và với cá nhân mình ý, thì cái mùi hương này nó cũng rất là nữ tính, vì thế thì nó không phải là hợp với kiểu là các bạn nữ mà trang điểm quá là đậm này, rồi ăn mặc kiểu body kiểu sexy bốc lửa, rồi mặc những cái váy bó, mà sẽ hợp với những các bạn nữ làm năng động, trẻ trung, đi làm trong môi trường văn phòng. Đặc biệt là những cái bạn trẻ mà có xu hướng kiểu yeah, em giơ tay hết, em làm rất nhiều công việc, cười cười nói đơn giản đấy thôi, chứ không phải là cái những cái cô gái xuất hiện với cái hình ảnh lên bar hay là đi quẩy hay là kiểu đi cưa các anh trai cả, mà đơn giản đây là một hình ảnh, một mùi hương mà các bạn có thể xịt được cả ngày bất cứ lúc nào. Nếu như mùa đông thì xịt nhiều lên thôi, đơn giản. Và có thể nói là nó như kiểu YDP ở trong nước hoa của nam vậy. Thì Narcotic V là một cái mùi hương đẹp, rất dễ dùng và rất là nịnh mũi. Và với quan điểm của mình thì có nên mua mùi hương này hay không, khi mà với cái dung tích và với cái số tiền như vậy, thì như mình nói tất cả những cái yếu tố trên thì mùi hương này hoàn toàn xứng đáng để mua. Thậm chí là nếu như các bạn tìm được những cái kèo ngon thì các bạn có thể có một cái mức giá rẻ hơn rất nhiều. Và khuyến khích các bạn mua full chai nước hoa này, chứ đừng mua chiết, tại vì mua chiết nghe quả 10ml 700-800 nghìn, nghe đau, đau lắm. Mà tặng người yêu thì ai mua chiết đúng không? Tặng thẳng trai cái dùi lại còn màu hồng như thế này đấy chứ, xinh như thế này, tặng full luôn. Ok, và nếu như các bạn thấy video này hay thì rất mong các bạn có thể chia sẻ, ấn like và bình luận cảm nhận ở bên dưới để chúng ta có thể tương tác với nhau nhiều hơn. Dạo này vlog quá, lên sub ở bên YouTube này chậm kinh khủng, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng làm video thường xuyên cho mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.